Thì đây là cái gói hàng chứa cái ví tiền mã hóa, ví cứng Decent mà chúng ta sẽ mình sẽ review cho các bạn xem. Thì đây là mình đã gỡ ra rồi đây. Thì đây là cái gói ví Decent mà khi mà chúng ta đặt mua thì nó sẽ là như thế này. Bên ngoài là một cái hộp, nó có một cái tem là không được sử dụng nếu mà cái nhãn này nó đã bị mở ra đấy. Đây, bên sau là nó có cái mã số number rồi. Thì đây là cái hộp ví Decent và khi mà chúng ta mở hộp ra thì bên trong nó sẽ có cái gì đây. Thì bên trong thứ nhất là nó sẽ có một cái tờ tờ này thì nó là sẽ hướng dẫn chúng ta bắt đầu để mà chúng ta cài đặt đó, chúng ta thiết lập nè, rồi kết nối với điện thoại, rồi cập nhật cái firmware và tạo một cái tài khoản để mà gửi và nhận coin như thế nào. Đây, thì đây là cái tờ hướng dẫn đầu tiên. Tiếp theo thì nó sẽ cho chúng ta cái tờ giấy là chúng ta sẽ ghi lại 24 cụm từ khôi phục. Thì các bạn biết là khi mà chúng ta tạo một cái ví thì bao giờ nó cũng có một cái cụm từ để khôi phục lại cái ví đó. Và cái cụm từ này thì chúng ta phải giữ rất là cẩn thận trong trường hợp chúng ta bị đánh mất ví và chúng ta cần khôi phục, thì cái cụm từ này rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là cái cụm từ này chúng ta cần phải giữ bí mật, bởi vì nếu mà chúng ta để cho người khác thấy hoặc là biết đến cái cụm từ này thì họ sẽ có thể truy cập vào tài khoản và họ lấy số lượng coin trong ví của chúng ta. Thế thì trong tờ giấy này họ cho mình hai tờ để mà mình có thể điền trong quá trình mà mình thiết lập tài khoản, mình có thể điền để mà mình lưu cái này là vào đây ghi nhớ và mình cất nó ở đâu đó thật là kín đáo. Đấy, thứ hai, tiếp theo đó là một cái tờ giấy cái là cái thông tin về cái sản phẩm ví này. Đây, cái thông tin ví nè. Đây, ví là cái tên ví là Decent Biometric Wallet này, model rồi cái CPU, bộ nhớ, vân vân, cái thông số của cái ví này. Rồi thì phần cuối cùng đó chính là cái ví này là cái ví biometric. Thì đây là cái ví mà tí nữa là mình sẽ thử mà mình cài đặt nó với cái điện thoại của mình để mà mình xem, mình hướng dẫn các bạn cách sử dụng nó như thế nào. Đây, chúng ta sẽ bóc này ra và sử dụng thôi. Đây là cái ví của nó. Rồi, đây là một sợi dây cáp mà chúng ta sẽ dùng nó để kết nối vào cái này. Đây, các bạn thấy này nó có một cái lỗ nè, thì chúng ta chỉ có một sợi dây chúng ta cắm vào và chúng ta kết nối nó với cái điện thoại của chúng ta và chúng ta cài đặt. Rồi, ok, bây giờ thì đã xong phần là mình mở cái hộp ra nó sẽ có những cái gì nếu mà chúng ta đặt một cái sản phẩm như thế này. Và sau đó tiếp theo thì mình sẽ làm video hướng dẫn chúng ta cài đặt nó với điện thoại.